Alo. Vợ mình mới dậy chưa 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 nói nổi à? Watson hiện tại nhá, thì ở thời điểm này ấy, nếu mà không bị úp sọt thì top 1. Nói chung là chắc chắn là Leo là không có cửa để lên rồi. Nhưng tuy nhiên anh tuyết ẩm thì mình không biết anh có bao nhiêu. Và hiện tại anh ấy đang on thì mình cũng không biết là úp không, nhưng mà chắc là không úp. Tại vì thực ra nếu mà úp thì chắc là úp từ nãy rồi. Hiện tại giờ đến 9:54 rồi. Bây giờ thực sự là nếu giả sử anh ấy còn vàng mà anh úp lên được ấy, thì chắc chắn là mình không lên được. Còn nếu giả sử anh hết vàng hay anh giữ vàng thì chắc chắn là mình giữ được, thì khoảng cách rất là xa. Nên nói chung là một hay một top 1 hay là top 3 thì đang hên xui một tí, nhưng mình nghĩ là cái cơ hội top 1 nó cũng cao ấy. Thì tập này nó cũng xấp xỉ giờ rồi. Xếp hạng kia thì cơ bản thì yên phận thôi, thì để top 3 thì top 2 top 3 thì quá như nhau đứng top 3. Cái tỷ thí thì đang chờ đợi đến 12 đêm để căn top 1. Cái danh vọng thì chắc là yên phận top 2. Bây giờ đẩy danh vọng lên hơi khó vì lực mình không có. Rồi cái treo thưởng đẩy lên nữa thì cũng hơi khó, 2.900. Thua một chút xíu. Kiếm thêm khoảng tầm 1.160 điểm thì có vẻ cũng hơi khó. Và phụ bản ăn theo cái đẳng cấp thì mình ra đi rồi. Nói chung là đấy, đánh chơi chơi tầm tầm đấy là được. Bây giờ mỗi quan tực rồi không biết dính hay không. Thực ra nhá, nếu mà giả sử như mình vẫn còn một sự lựa chọn khác, nếu mà không lên Marco cũng để dành cho bạn nào mà chơi những server mà có cái thời điểm nó diễn ra giống giống cái này ấy, thì mình còn một cái ý tưởng khác là thay vì việc lên Sabo mình hoàn toàn có thể chờ kết thúc quan tịch để lấy cái mảnh phiến về. Tại mình thấy ở đây là khi mình xả lực ra ấy, áp dụng những bạn nào chơi có đầu tư nhá, thì mình thấy là cái lượng phiến hiện tại mình có free nó đã là rơi ở 3 phiến rồi. Vậy như vậy nếu giả sử mình chỉ cần đua trong top 3 quan tịch thôi không, thì có phải tiên mình đã có thêm một lượng phiến nhất định không? À không không, cũng phải lên khoảng tầm top 1. Ở vậy cái này nói chung cũng chưa chưa ngon lắm. Tức là mình muốn là lên thêm một con Domingo luôn ấy để hỗ trợ thay việc lên con Marco. Nhưng mà cái ý tưởng cũng chưa được lắm. Tại vì nếu lên đây là một phiến rưỡi kia được 4 phiến rưỡi vẫn chưa đủ con Domingo. Nói chung vậy thì gần như là cũng không có cơ hội khác. Thì chỉ có hai ý tưởng thôi. Một là lên con Marco để đánh như mình. Không thì lên một con lo chẳng hạn để hỗ trợ hồi sinh thêm. Nói chung đội hình nhiều hồi sinh có cái lợi được siêu hồi sinh. Và đây cái đội hình hiện tại anh cũng đã điều chỉnh lại một chút nhé. Rồi anh đã lấy cái trái lá chắn từ con men ra để anh dung hợp với lại con dâu trắng. Mình phải mất bao nhiêu vàng để đào cái ảnh hồn để lấy cái lục hồn để mình ghép cái lá chắn ôn dịch. Tại mình thấy một điều trước nãy mình thấy đánh bị Leo đánh thì mình thấy một điều là con dâu trắng chết rất nhanh. Bây giờ Leo đẩy con Ray đi đánh sớm để tạo thêm miễn dịch để tránh bị dính hiệu ứng của mình ấy. Thành ra vì thế con Ray đá sớm đá chết dâu trắng nếu mình không đeo lá chắn. Chẳng thấy đấy là đá phát chết đuôi dâu trắng không? Đó lý do vì sao mà anh phải ghép lại những quả. Bình thường lúc nãy dâu trắng mình đang đeo ở đây là đeo quả ôn dịch không, thì giờ anh phải ghép thêm quả lá chắn từ con main lấy sang vào để giúp cho dâu trắng nó sống được. Và khi dâu trắng sống được anh thấy cơ hội mình win lại cao lên. Đó lý do vì sao mình phải điều chỉnh một tí, phải đánh test thêm một tí vì còn 42 lần đánh cơ. Thì đánh như vậy cơ hội mình dâu trắng mình sống sẽ cao hơn, còn mình không ghép như thế là rất dễ chết. Để em số cái điều chỉnh của mình chút để đánh cái trận tranh top xếp hạng tỷ thí. Nhưng mà tuy nhiên là cái rủi ro mất top vẫn cao, tại vì đánh nó chỉ hên xui dị ứng thôi, không may xui xui một tí vẫn có thể mất top. Trải qua cái sức mạnh ấy thì ngang tầm nhau. Còn đánh thì đôi khi thỉnh thoảng đen nó vẫn thua, nhưng mà nói chung đa phần đánh trước thì tỷ lệ thắng rất là cao, đánh sau thì hên xui, đánh trước thì cơ hội thắng nó sẽ cao hơn. Cả hai bên đều cầu may là chính thôi, cũng không ai vượt trội hẳn đâu. Mình khống chế Rayleigh một cái lợi thế lớn này. Chỉ sợ không may tê liệt thôi, không tê liệt thì không sợ lắm. Tại Kirazu mình đeo hố đen thì mình cũng khiếp lắm. Đấy như vậy nói chung là đam đam trước thì mình khá là lợi thế, chỉ sợ đánh sau thôi, đánh sau thì hên xui. Quan tật thì đến sát giờ đấy vẫn chưa thấy sự thay đổi gì cả. Chúng ta ở đây theo đồng hồ trong này còn 2 phút nữa. Đánh bớt lượt đi thôi, để 41 lượt thì đánh bớt đi, để lại khoảng tầm 10 lượt tranh lúc cuối thôi. Cái xếp hạng công hội ở đây thì xem nào. Công hội hiện tại mình đang đứng top 1 gần như không ai tranh nữa rồi, 74 người. Cấp 30 bên top 2 đó cấp 38. Còn mình tận 46. Thì mình hơi bất ngờ một chút tại sao cái cơ hội này bên Nam Hải người ta không sang cùng mình nhỉ? Tại thường thường nhá, hai cơ hội cùng một biển thì người ta sang cùng nhau. Thì mình hơi bất ngờ một chút là cơ hội này cũng cùng biển nhưng lại không không sang cùng. Không biết là cơ hội có nhiều người đứng top không? Nó hơi lạ tại vì khác biển có thể người ta không qua nhưng mà cùng biển thì thấy hơi lạ lạ. Độ top đầu toàn là hội mình nhé. Có bạn này thấy cũng không mạnh lắm, cũng không hiểu lắm.
Nhìn sơ sơ thấy không ấy, cũng số bạn có hội khác thôi. Nhưng mà những bạn nào mà cùng Nam Hải không sang mà thấy hơi lạ. Còn ở Bắc Hải, Tây Hải thì người ta không qua, nhưng mà cùng Nam Hải mà không sang mà thấy hơi cái kỳ tí. Nhưng mà mình thấy các bạn bên cơ hội kia nó khá là yếu nên tôi kệ, nó cũng không quan tâm lắm. Thì đánh thêm một số lần mình test lại cái độ rủi ro của đội hình của mình ấy. Hiện tại bây giờ quan tâm mình không can thiệp thêm nên chỉ chờ kết quả thôi. Tại vì cứ can thiệp cũng chẳng can thiệp được. Tại vì cái giới hạn vàng là mắc rồi, chứ cái kia thêm rất là ít điểm. Thì ra mình không can thiệp được gì, chỉ đơn giản đánh và sờ xem kết quả thôi. Nếu được top 1 của One Tập thì cũng tốt, thì được thêm được một phiến rưỡi cũng khá là tiện. Một phiến rưỡi cộng với lại ba phiến có sẵn thì mình có 4 phiến rưỡi rồi, thì gọi cho nó cứ cho làm tròn là 4 phiến đi. Cái này đứng top 5 đẳng cấp như vậy là mình sẽ trong năm top đầu đẳng cấp mình được thêm 3 phiến, như vậy là mình được khoảng 7 phiến rồi. Là chắc chắn mình lên là Domingo rồi. Nói chung thì cơ bản ai đánh trước ở đây có lợi thế thôi. Top thì mình thấy nó ghi tính đến 0 giờ nên thành ra là 0 giờ mới quyết định được. Ok, xem nốt trận này xong rồi ra check. Để nào bây giờ an bài rồi. Như vậy thấy là anh Trào cũng đang âm thầm tẩn nên thành ra là tí nữa phải canh top ấy. Nó xông ra check nhé. Như vậy là được top 1 đấy. Như vậy là không. Như vậy là anh Tuyết Ẩm có lên nhưng mà chỉ lên vượt qua top 2 thôi. Như vậy có thể một là đại ca nhường, không thì đại ca hết vàng. Cái này hình như phải rơi khoảng tầm 10 rưỡi phát chứ sao, 11 giờ mình quên mất rồi. Ở đây nó có ghi rõ không nhỉ? Thế nhưng không biết là anh nhường hay là anh hết vàng, không biết đấy. Chúng anh lên top 2, mình top 1. Ừ, lên vậy lên chỉ hơn Leo thôi. Thế là anh Chào tốt như vậy sao? Thế thì anh Chào có úp sọt mình ở trong đấu trường không nhỉ? Ở đây hiện tại vợ mình đang mệt nên là mình vừa đọc comment của vợ mình vừa nói, thì có một số bạn sẽ hỏi ô sao này cứ nói cái gì tinh tinh. Thì thật ra là vợ mình đang chat với mình thì mình chỉ ấy thôi. Mình chỉ đọc, mình trả lời vợ mình thôi. Thì ra có những cái câu các bạn đọc sẽ hơi khó hiểu một tí. Mình thì mình nghĩ là anh Chào sẽ để ít vàng để còn mua quỹ nữa. Tại nếu thực sự anh ấy dừng nạp nữa thì anh không nạp nữa thì anh sẽ để vàng lại. Thì thực ra sang tuần sau cái thương thành nó ngon hơn ấy. Nhưng mà nếu cũng chả biết được, nói chung là mình không phải là anh ấy, mình không biết. Nhưng đại khái chỉ biết là mình được top 1 rồi. Được top 1 thì được cái danh hiệu này, được hai cái trang sức, được ít berry, được ít sách này, được cái này, được thêm cái cờ, dùng luôn được cái cờ. Cũng tăng được thêm chút chỉ số, nhưng quan trọng là giữ được top không, được thêm ít danh vọng nữa. Nhưng mà giúp cái danh vọng này không giúp cho mình lên được top 1 danh vọng nên cũng kệ thôi. Đá khắc ấn này, được cái túi kim cương cổ đại chắc là mạ thêm được tí. Với cái chiến tích công hội thì mình nâng thêm chút cái chỉ số. Còn cái này nói chung là ghép 100 mảnh còn lâu thì mình chưa quan tâm nhiều. Như vậy tạm thời là được top 1 quan tật nhé. Ấn lại lần nữa chắc ăn này, để được top 1 quan tật này. Bây giờ còn giữ cái top 1 đấu trường lúc 0 giờ nữa cơ. Nói chung mình thấy là anh Tuyết Ẩm này bây giờ bắt đầu đánh mình thì vài trận mới thắng được một trận. Thành ra cái cơ hội giữ tốt thì vẫn có, nhưng mà rủi ro thì vẫn rất là cao. Cái thứ hai là mình thấy trong tỷ thí này tại là Leo đứng tận 147. À quên, đang đứng tận hạng 7. Mà Leo có thể đánh được mình nên là Leo cần phải lên trong top 5. Chứ không bạn đứng ở top này mà đánh mình, không may mình đem mình thua phát là mình tụt ra khỏi top 5. Mình bị tụt qua. Nên mình cần Leo đánh lên trong vòng 5 top đầu. Và mình xem là bảo Leo đánh lùi lên đi, không để vậy nguy hiểm quá. Đánh vậy thì nếu mà toạch top 1 thì xuống mẹ ra khỏi top 5. Tại vì tin chắc chắn là ai sẽ có tỷ lệ sẽ ấy rồi. Anh đang đánh anh ngại nhắn. Chắc chắn là ai sẽ rình rập để mà đánh top 1 rồi. Xem Leo có đang on không nào. À, Leo hôm nay không on rồi, không on thì thôi. Hay hôm nay Leo bận nhỉ? Chứ còn về mặt lý thuyết là đứng hạng đấy rất là nguy hiểm nhá, tỷ lệ toạch rất là nguy hiểm. Mình xem cái quan tử nó phát thưởng như nào. Phát rồi à? Phát rồi xem có thưởng chưa? Có rồi, có thưởng rồi. Thực ra thì nhắn cũng được, không nhắn thì cũng được, tại vì thực ra thấy không on thì sợ bận. Thôi cái đấy mình cứ nâng sức mạnh mình lên đã, còn những cái khác thì tính sau. Mình được hai túi tinh văn thì cứ chọn đấy hai món thôi, thì cái bộ tinh văn là bộ thấp rồi, thành ra cứ chọn lần lượt thôi, cũng không quá kỳ vọng được chọn cái nào trước cái nào, cứ chọn lần lượt thôi.
Cái danh hiệu này thì về cơ bản thuộc tính nó tăng không nhiều, và danh hiệu cũ thì chỉ sử dụng để tăng chỉ số chung thôi, để tăng lực chiến, tăng chỉ số thứ này. Dùng tiếp cái danh vọng này, Berry, đá khắc ấn, cái chiến tích công hội để đem nâng thêm tí cái ma công đấy cũng được. Mấy cái danh hiệu trong kho nó bị trùng rồi nên thành ra mình không dùng được. Đây, vợ mình bảo trong kho ít danh hiệu mà danh hiệu nó bị trùng rồi nên không dùng được. Cái này đem ra sử dụng này. Tí Berry đem sử dụng này. đang đầu game chưa cần tích lắm. Cái này mới được có 71 mảnh thì chỉ dùng được một cờ thôi, chưa đủ lên cờ thứ hai. Cái cánh với cái áo này có thể giã ra lấy cái thủy tinh cường lên tí cũng được này. Ở cái công hội trong viện nghiên cứu công hội này, nâng cái viện nghiên cứu này lên tí này. Từ nãy mình đang nâng dở tí cái ma công nó hơi thấp này, thì nâng cái ma công một chút này. Mới nâng tí thủ lên đỡ bị choáng còn lo. Đấy con lo ở cái viện nghiên cứu bên này á. Trong kho có một cái công hội danh hiệu á, cái đấy anh dùng hết rồi mà. Cái này gì? Cái bảo vệ công hội gì? Ấn lại cho chắc ăn nhá. Anh dùng rồi mà. Đây dùng rồi, danh hiệu đã sử dụng đây. Những cái danh hiệu trong này đều ấn qua trước khi anh cất vào. Nên ra cái tỷ lệ dùng rồi rất là cao. Mình nâng thêm chút cái ma công ấy. Cứ đang làm lần lượt đấy. Đang nâng từ từ đấy. Tiếp tục sang bên này nhìn xem có cái gì dùng được không nào. Không có gì lắm không? Sang tiếp bên này. Không có gì, sang tiếp bên này nữa nào. Đây, ta được thêm một cái phiến đá này. Với ta được một cái cờ cao cấp dùng nó tăng thuộc tính này vào, mạnh thêm chút xíu. Những cái phiến dưới toàn thứ chưa dùng tới được rồi. Mình giã đi hai cái thời trang này nhé. Lấy thêm chút thủy tinh để mình cường hóa này. Chắc là cường cho cái con nhân vật chính một tí xíu nhỉ, để nó cộng của bắp phải có 919 điểm mới trả được bao nhiêu ấy. Thôi cường lên tí cho nó có tí chỉ số. Với để nó tăng tí máu lên nữa tứ thì thôi có gì để nó đỡ hồi sinh con khác. Đứng nó đừng nó hồi sinh chính nó. Được thêm ít trái kinh nghiệm chắc không đủ cho Marco lên cộng 4 rồi. Không đủ. Đồ đạc các thứ chắc chưa lên được, không rơi thêm team magma nên mình không mở thêm ô được. Mấy cái khác thì không đụng được. Nói chung tính ra sức mạnh người cũng khá là khỏe chứ, chẳng qua bây giờ chờ vận may thôi. Còn 38 là mình túc tắc đánh thêm một tí, test thêm cái chỉ số sức mạnh đi. À còn tí cái mạng vàng mình quên chưa mạng, thế đánh trước tỷ lệ thắng rất là cao, chỉ sợ bị đánh tụt thôi. Chứ còn mình chỉ sợ bị đánh sau thôi, chứ còn đánh trước thì rất là dễ thắng. Tiếp tục phải bơm thêm máu tiếp cho Marco, mình đang dồn máu Marco lên. Với tinh thần là muốn cho Marco không chết. Máu Marco của mình bây giờ lên bao nhiêu nhỉ? Máu Marco mình bây giờ lên 306. Khá là cao đấy, 306 vạn. Mình sẽ xem quan sát thêm các chiến báo. Mình thấy là cái tỷ lệ bị con lo nó nộ nó choáng con Kirazu thì cũng có, nhưng quan trọng vì nó không nộ liên tục nên mình không sợ lắm. Thì kiểu nó đánh thì nó có thể nó choáng một tơn, nhưng nói chung mình vẫn đủ kết liễu con lo. Nên là mình gần như đánh trước mình không sợ, đánh sau thì hên xui thì không biết được. Đánh trước gần như cái tỷ lệ thắng rất là cao. Đấy có thể bị tỷ lệ bị choáng. Cái này không choáng thì bị tê liệt, nhưng không quan trọng nó không nổ liên tục nên không lo. Kiểu đam nó cũng không thể thấm so với con Kirazu được mấy. Kirazu đánh thường có thể xoáy chết luôn. Thế ra mình có lợi thế hơn. Leo thì hơi khó chịu một chút vì có Rayleigh, tuy nhiên đánh thì vẫn đánh được. Vậy cho là thuận lợi tí cái top 1 quan thật.
Nói chung là sau khi kết thúc cái qua không giờ đêm nó phát thưởng xong ấy, là coi như là đủ phiến lên Domingo đấy. Nhưng mà để tiết kiệm chi phí thì chắc là chờ mấy hôm đào Haki xong thì mới lên. Còn nếu bây giờ lên sớm quá thì sợ đôi khi hơi tốn. Tại vì tức là tuần sau dự kiến là sẽ có quỹ hải tặc, nên ra nếu mà chơi quá sớm ấy thì có thể không có vàng mua quỹ. Đây là điều hơi rủi ro. Nó phát thưởng rồi nên mình cũng không sợ mất mát gì nữa. Đúng danh vọng đấy, mình ấn chưa nhỉ? Chắc ấn rồi. Đồ đạc nguyên liệu thì hơi khó lên nhỉ. Có lên thì chắc là lên là tí một cái món thủ. Đây tí thủ Marco nhé. Đây tí cái này vì quy đổi cái quặng đồng thôi. Tám mươi lăm trên 84 lên nâng tiêu cấp. Đang build dồn cho con ấy khá nhiều. Ở đây thấy cá chưa nuôi. Một ngày có 4 lần nuôi cá nên nuôi hết luôn cho nó gọn. Mình sẽ ưu tiên nuôi cái con cá kinh nghiệm trước để mình nâng cái con pet lên cao đó. Bắt đầu mới dùng cái cá cường hóa sau. Đây giờ xem trộm cá đinh tinh, chúc phúc trộm cá đinh tinh xem có bắt được con cá nào không nào. Mình ưu tiên con kinh nghiệm trước. Con kinh nghiệm là cao hơn thì lấy. Đây được 3 con này ngon này. Còn bên này lấy tạm cái con này thôi. Còn cái này thấp như nhau thôi, lấy tạm con. À hết lần trộm rồi. Rồi bây giờ xả tiếp đánh lực đấu trường cho tôi, đánh thêm một số bạn nữa xem tình hình thế nào. Mình test cái đội hình xem đánh trước tỷ lệ thắng có cao không, sau đó bắt đầu mới lại căn vấn đề về tốc độ nữa. Kiểu gì mình nghĩ là gần 0 giờ sẽ bị đánh, thành ra không biết có giữ được tốt không. Còn thực lực thì đủ sức đánh đấy, nhưng mà đôi khi đánh sau bị bất lợi. Chừa lại vài lực thôi. Nói chung là khi mình để lá chắn vào rồi dâu trắng khó chết lắm. Vì đá nó không thể giết được dâu trắng sớm. Và mình không đeo lá chắn vào đá phát là chết luôn. Như vậy những cái đối thủ chính ở thế đánh trước đều win là gần như 99% sẽ win được. Bây giờ vấn đề muốn đánh sau ra không chết thì hơi khó. Còn 33 lần nữa ta phải chờ thêm, bây giờ mới đang hơn 10 giờ, chờ đến gần 12 giờ. Tập này được vàng ít rồi nhưng hơi khó. Nâng thêm chút đam này. Chứ may mắn một tí là được tí cái top 1 quan tực đỡ là chút. Nói chung bây giờ cảm giác là đẳng cấp với treo thưởng thì an bài rồi. Bây giờ không thể lên được rồi. Bây giờ có mỗi cái tỉ thí thì đang canh. Thì còn cái danh vọng với treo thưởng liệu có níu được không nhỉ? Vẫn hơi khó nhỉ, 24 với 23 là tranh hơi nhiều. Cái treo thưởng hơi hoang. Vợ mình lại vừa ngủ quên tiếp à. Thế phải nói chuyện cho nó tỉnh ngủ đi. Chat này hay ngủ quên quá. Thế chờ trong lúc chờ đợi quánh nhau tiếp đấu trường mình làm cái gì bây giờ nhỉ? Không, để đi đánh test tiếp trong đấu trường.
Phiến thì anh cất rồi. Còn cái mảnh phiến thì chưa. Nhưng tầm này kho đang rộng, không sợ lắm. Giờ đang đánh test nhiều lần xem là liệu có thể đánh trước có bị thua không. Anh thấy gần như là sẽ đánh thắng. Còn đánh sau thì mới thua thôi, chứ còn đánh trước thì là đánh sau địch cũng chưa chắc thắng được mình, nó hên xui thôi. Còn mình đã búp con Marco lên khá là nhiều rồi. Có thể búp máu lên nữa cũng được, nếu tùy, nếu chịu chơi thì búp máu lên nữa thôi. Chứ con Marco mình đánh chất phết thôi. Hôm qua chưa có hồi sinh yểm trợ thôi. Mình còn 32 lượt, giữ khoảng chục lượt nhưng đánh tiếp. Mà tính ra Rainy thủ yếu, nhưng nếu chơi kiểu như Leo thì cũng khỏe phết đấy. Để cho quán cho đánh sớm sớm một tí để nó búp khiên chính nó. Được cái bây giờ nó đang không khả năng miễn dịch thì mình khống chế rất dễ. Phong ấn trị liệu tôi khử luôn rất dễ. Cái tỷ lệ mà Kirazu nội liên tục cũng cao. Hy vọng rất là quả ngon ngon một chút. Vợ mình hôm nay nằm mơ cái gì? Phát này bị thua, phát này bị thua, bây giờ xem đánh thêm mấy lần nữa này. Có bị thua rồi phải cẩn thận này. Em anh có một buổi offline với fan và em cũng có đến đấy. Ê, chắc về sau vợ mình định tài trợ cho mình buổi làm họ offline với fan chứ. Mong là vợ giàu. đánh Leo đánh trước có tỷ lệ bị thua này. Nói chung là hoàn thiện Domingo chắc không thua đâu. Đây là chưa hoàn thiện nên hơi nát một tí. Tính ra cái bộ tướng chính của mình chơi cũng rẻ đấy. Vì thực ra con Rainy đấy bằng khoảng tầm 2 con Sura bình thường. À, mình vẫn chưa cho dâu trắng sống nhỉ, dâu trắng vẫn bị dần hơi sớm. Nhưng mình đặt vấn đề nếu giả sử để dâu trắng đánh đầu thì sao? Mình thử đổi dâu trắng đánh đầu nhé. Vậy con men cũng bị, không men nó chả ảnh hưởng mấy, men nó vẫn nhiều máu. Thử để dâu trắng đánh đầu nhé, để thấy Marco mình cũng trâu, nó miễn sát thương thứ cũng nhiều. Mình thấy gần như không bị xoáy cái thứ mà. Thế để Marco lùi xuống tí cũng được. Không nhất thiết phải đá đầu tiên. Để cho dâu trắng chắc chắn ra đòn đó. Nhiều khi con dâu trắng nó yếu quá nó bị chết sớm. Thế cái rủi ro một tí là nhớ giả sử dâu trắng không chết mà Marco chuẩn bị nộ thì hơi phiền nhỉ. À không, dâu trắng vẫn chết thì vẫn được. Để về liệu có mạnh hơn không nhỉ?
mình lo thì mình không sợ. Để vậy tính ra mình sống được hai tướng này, chắc mình để dâu trắng đánh đầu hay hơn đấy. Thì mình chỉ có hồi sinh mỗi Kizaru máu nó thấp nhất rồi. Mako bản chất nhiều máu nhất nên để trước để sau cũng thế thôi, nó luôn luôn là có nhiều máu nhất. Nên là nó cái kiểu tơ một cái thứ nó bị được miễn dịch các loại đam ấy, thành ra nó sống dễ hơn. Để về về mình khỏe hơn đấy. Kiếm Leo đánh lại xem cái cơ hội thắng có cao hơn không ấy. Để nãy mình đánh kiểu kia thấy toàn chết sớm thôi, thế dâu trắng bị chết quá sớm. Đánh về về chất hơn luôn. Chỉ sợ may bị tê liệt thôi, đánh thì đa phần lợi thế hơn rất nhiều. Hôm nay đi nộ xong nó mất đi khả năng miễn dịch thì dễ khống chế hơn. Không bị choáng là có lợi thế. Đánh phải tăng thêm chút thủ để tránh hợp bị choáng. Thì khi mà phòng thủ mình quá yếu ấy, thì mình rất dễ bị ăn choáng. Của con lo ấy. Đánh thường mình xoáy rất là ghê đấy. Còn mạng hồi sinh thì mình không sợ lắm. Còn bao nhiêu lượt thì mình còn đây 27 lượt tiếp tục đánh tiếp. Đánh dần đi thôi để cho rớt rớt dần quà. Tại lúc cuối chỉ cần vài lực để đánh đọ nhau thôi. Này lên Asura có vẻ hơi sai lầm một tí. Asura nó khá yếu. Nhưng cũng có thể do người ta đầu tư ít thì người ta lên con Asura trước. Tại đơn giản người ta không có đầu tư nhiều ấy. Nhưng mà mình nghĩ đầu tư ít thì các bạn lên con Mako trước nó dễ hơn. Tại con Mako bạn chăm chỉ đi mở map đánh boss một tí là bạn sẽ có đủ danh vọng. Nên thành ra là nếu bạn đầu tư ít thì người ta lên Mako đầu mới sướng hơn đấy. Chứ lên con A đầu đánh nó hơi khó. Tại con A đấy không phải con A mạnh nhất. Con A mạnh nhất thì còn lâu mới đủ để lên. Đầu trắng nộ được xoáy nhiều phết. Mỗi tội đây địch cứ chết luôn rồi nó không xoáy thêm. Khả năng khống chế khi ra du rất là tuyệt vời. Nó lại bút chúng nó luôn đấy, tiếp tục nộ tiếp này. Hình như nó khóa cứng vậy đi luôn rồi. Tiếp tục đánh tiếp Leo tiếp. Mình cảm giác con Rayleigh là cái con các bạn hay tò mò. Các bạn hay tò mò. Ở đây mình nói thẳng luôn cái mức tiền nạp của Nick đang đánh nhau ở đây đều mức tiền nạp ngang nhau nhé. Mức tiền nạp của Nick Tuyết Ẩm với Nick Leo là ngang với Nick T lớp X nhé. Để cho mình test thôi. Còn những cái bạn khác thì nó dưới tầm tiền nên mình không xét đến. Mình sẽ là xét những ba người có số lượng tiền bằng nhau với chơi ba kiểu tướng khác nhau nhé. Để ta test cái thực lực tướng một tí thôi. Thì mình thấy một điều là thằng nào đánh trước đều win cả. Nên thành ra thực lực cơ bản là ngang nhau thôi. Nên vấn đề đặt ra đơn giản là bạn thích chơi con tướng nào hơn thôi. Chứ còn không phải cụ thể là cứ phải chơi con Mako giống mình. Hay cứ phải lên Ready đầu tiên, hay lên Kizaru đầu tiên. Và thực ra bạn chơi con nào cũng thế thôi. Cùng một lượng tài nguyên thì thấy đánh nó đều ngang ngang nhau thôi. Chứ nó không con nào trội hoàn toàn đâu. Mình thấy đánh lúc thắng lúc thua đều ngang ngang nhau hết. Nó phải vẫn mình thua ấy. Đấy, thì bạn thấy cũng lúc thắng lúc thua chứ không phải lúc nào mình cũng thắng đâu. Rồi mình để dâu trắng lên trên hay xuống dưới để có tỷ lệ như thế. Thật này tối là hơi buồn ngủ đấy. Nhưng mà giá đến 12 giờ đêm phải giữ tốt. Có khi nào lại thua tiếp không ta? Né tránh mới đau ấy.
Đây, con này thua hai lần liên tiếp này. Bước này điều chỉnh thêm cái gì không nhỉ? Cái bản tướng chỉ có bằng vậy. Đánh cái đầy 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 sẽ hên xui. Được thêm túi nguyên liệu một chút này. Nó rớt thêm được có 10 team thì ra vẫn chưa đủ team để mở ô. Nếu mình mở thêm ô nữa thì sẽ mạnh hơn nữa. Thì tại mình chưa mở được nên hơi khó. Sáu mươi ba mảnh phiến này. Thế ra đợt này tiêm mất 6.500.000 vàng để khuyến mãi linh tinh cái thứ vào. Thế thôi mấy cái còn lại gần như không thể kiếm nhanh được. Sau nó bán đầu tiên là không có vàng, cái thứ hai là sử có vàng thì chắc không có được cái gì để mua. Gần như chấp nhận như vậy. Gần như không còn gì để mà tăng thêm nữa. Ibra mà cố nhây thêm tí xem nào. Không phải cái con này nó ram to quá đánh không thắng rồi. Còn dâu trắng tỷ lệ choáng cái nhủ trí cũng cao phết đấy. Còn mấy con bò đánh tất cả mục tiêu đánh đau quá, nó tướng không sống được nên không cân được team. Nhưng nếu có Domingo về có thể hy vọng hơn. Thì tại đây không có Domingo nó quật tường đau quá. Thế khi Azu không đủ sức để trụ. Mà dù mình dồn đồ nó khá là nhiều. Thì ra map này các bạn địch nó đang hơi bị trội quá so với mình. Nên tạm thời chắc là chưa đi được. Khó nhây nhây á. Biết đâu hên hên thì có thể nhây được mà hơi khó. Thì các bạn với cái con bò biển nó miễn dịch. Thật ra nó vẫn vả trúng được kia du. Thì nó vẫn chết. Nếu nó không, nếu mà bị dính hiệu ứng thì dễ. Nhưng mà đây nó không dính hiệu ứng. Tạm thời bị kẹt ở cửa đấy. Thì cần nó tướng mạnh hơn nữa. Đánh tiếp Leo, em thấy nãy giờ đánh thua Leo hai lần liên tiếp. Để về cảm giác của Marco nó lại sống yếu hơn cái kiểu để slot 1 nhỉ. Mình để về đánh với anh Tuyết Ẩm thì ngon hơn, nhưng mà đánh với Leo có vẻ hơi đuối hơn. Thế mình để như vậy. Mặc dù cái cơ hội win thì vẫn có đấy, nhưng mà cảm giác có vẻ để Marco lên slot 1 lại dễ hơn trong trường hợp đánh đấu với đội hình siêu hồi sinh của Leo. Ở đây mình đang có lợi thế khống chế được nhiều thì chắc mình sẽ win thôi. Nhưng cảm giác đánh là chưa an toàn lắm. Chắc mình đẩy lại Marco lên slot 1 thôi. Đấy, slot 1 ít nhất mình cảm giác là Marco nó nộ được ấy. Để slot này thấy rất là nhiều khi không nộ được. Mình để cái Marco lên lại. Giờ mới tầm 10 rưỡi thôi, ta phải chờ thêm một tí. Video thì ra theo dạng công chiếu nên lúc lên có thể nó đã qua ngày cái thứ rồi. Nhưng mà lúc mình quay video này đang là tầm 10 rưỡi tối ngày 17 tháng 8 ấy. Năm 2022. Nói chung là nhọc mỗi cái tuần mấy cái ngày đầu chạy lực với lại mấy cái ngày chuẩn bị cho cái lên tướng cho cái tuần đầu tiên ra mắt server mới đua top thôi. Còn sau đó thì chơi rất là nhàn thì cũng chẳng có gì nhiều nữa. Cứ túc tắc tích tài nguyên lên tướng thôi. Bị tê liệt với nhục chứ phát này vẫn phải thua. Ăn quả tê liệt hơi cay, ăn quả tê liệt dễ bị thua rồi. Xui nhỉ. Cứ đánh được người này mất người kia. Mà nếu mà xem mặt online ở đây thì có vẻ như là Leo không ngon.
Anh Tuyết Ẩm còn on không nhỉ? Anh Tuyết Ẩm cũng off rồi. Vậy như vậy khéo khéo chả ai tranh top đâu. Thì có hai đối tượng này, hai đối tượng đánh được mình thôi, còn mấy đối tượng khác không đánh được đâu. Thì vất lại còn đánh anh Tuyết Ẩm thì cảm giác để con dâu trắng lên đầu lại ngon hơn. Các bạn có hai người đánh được mình hiện tại không online thì không biết là gần 12 đêm có on không. Nghĩa đánh dâu trắng đứng lên trước thì đánh với anh Tuyết Ẩm thì ngon hơn ấy. Còn đánh với Reo để Marco đánh sớm. Mình tăng thủ lên thì ra tỷ lệ bị choáng thấp đi nhiều đấy. Thấy con lo nếu mà kiểu thấp hơn tam phòng nó bao nhiêu phần trăm nó sẽ choáng 100% đấy. Còn 20 lượt vẫn đang để giành lượt một tí. Đi ra bên cảng xem nào, cảng mình cũng gần như ấy hòm hòm hết rồi. À mình đi ra khơi thêm một chút đi. Lấy tí điểm công hiến. Nó không tốn vàng mấy, lấy tí điểm công hiến chắc ăn cái tốt công hội. Cũng như cái này thì lại rơi lại vàng cho thêm berry thứ linh tinh, danh vọng chiến tích cái thứ linh tinh ra cứ chiến thôi. Rồi, tầm này cũng hòm hòm đấy. Đi thêm tí nữa là thôi, nghĩ lại hết quan tịch rồi. Khoảng cách thì bỏ khá xa rồi, tầm này đâu. Kiểm tra một chút chắc ăn này. Top đẳng cấp thế giới ở đây thì hiện tại đang 74 thành viên, cấp 46. Cái này chỉ ở cấp 38 là khá yên tâm rồi. Đến giờ đăng ký tài nguyên chiến chưa? Vì hôm nay mình bận không ấy được, vợ mình ngủ quên nữa nên tài nguyên chiến tại chưa thua, đang thua. Đánh với máy rất dễ win, chẳng qua là ít người vào quá. Nên nói chung là vợ cũng như mọi người chú ý một chút là on cái giờ tài nguyên chiến nhé. Giờ đấy mình đi làm mình sẽ không on được, nên chăm sự nhờ mọi người thôi. Cái việc nghiên cứu để nâng lên cũng tăng được nhiều nhé. Các bạn không có điểm để nâng nữa. Từ từ sẽ nâng dần dần thôi. À cái này chưa thấy mua hết này. Cái này đi mua cho xong rồi này. Mua thêm những cái sao chế đồ rất là tiện. Điểm có hạn chỉ tập trung mua cái sao đỏ sao tím chế đồ tầm bảo thôi. Cái này số đỏ tăng không nhiều, mình không mua tại vì gen thì đắt quá. Không mua nó hết điểm mất. Thì tập trung mua cái sao chế đồ với tầm bảo thôi. Còn nếu bên kia nó mở shop Thương Thành, nó có bán bánh mì thì mua thêm bánh mì thôi. Cái này chắc mua một cái để gọi cho siêu tập đi cũng được. Thì như cái này mình chưa có cái nào thì sẽ mua một cái về siêu tập. Mình mất hơi nhiều điểm, ưu tiên mua bên này trước. Cái đấy có thể mua từ từ sau cũng được, tập trung để đổi mua cái sao chế đồ trước. Mua cái này lề đỡ được bao nhiêu tiền đến Haki đấy. Vì lúc đầu game mình dùng su đổi Haki thì thôi, chứ về sau chả bao giờ dùng su đổi Haki đâu. Về sau su để lên siêu tướng thứ tinh tinh thôi. Đây đầu game mới em đổi Haki ấy. Chứ bình thường một ngày số lần tầm bảo, số lần chế đồ nó bị hạn chế ấy. Nếu bạn chỉ dựa cái đấy không thì sẽ không đủ được. Rồi phải lấy thêm trong chỗ shop công hội này. Rồi như vậy là hết đúng không? Dùng ở đây xuống tiếp ở đây dùng đi. Hòm hòm như thế. Ít chiến tích ủng hộ.
Thêm chút vàng berry trái kinh nghiệm. Mấy cái này phân giã thôi. Cái trang sức mở ra rồi thì không cống được cây, thôi giã đi cho gọn. Mình còn có 400 xu. Chưa đủ lên được cộng 4 thì 4.300, thiếu một tí nữa. À 438, 438. Mình cần lên 460 mấy. Vẫn chưa đủ trái kinh nghiệm. Đấu trường các đối thủ chính vẫn chưa online nên là người ta cũng không biết làm gì cả nhé. Hai bạn có thể đánh được mình chắc chắn thì lại đang ọp. Mình không biết là người ta định chơi đánh lạc hướng hay sao. Phải lúc chờ đợi đánh tí đại chiến trên thế giới. Né tránh tận 3 con nhưng mà tướng mình xịn hơn. Đội hình này toàn con chưa Sura đánh cũng dễ thôi. Đây có một cô hình con dâu trắng có Sura, một cái là bạn này cấp có vẻ thấp hơn nên chắc là bạn yếu đấy. Và mỗi dâu trắng thì chắc mình không rủi ro mấy. Thì đam mình cũng to mà. Tiếp tục cố gắng leo lên tiếp. Tướng chưa Sura thì không sợ. Đây chẳng qua né tránh cái trụ được đòn. Buget là con rất lý tưởng cho bạn nào mà kiểu không có nhiều tiền, nó không cần haki cao cấp thì ra lên tạm đánh tạm tạm thôi. Mạnh thì không thể so các tướng của mình đang chơi được, nhưng mà chơi mức độ free thì tinh tinh thì nó khá là ngon. Đánh nó khá là nhanh để bị tranh tướng. Vợ dậy rồi à? Tất nhiên hiện tại thấy Leo on rồi thì lại cao Leo sẽ đánh mình này. Còn còn anh còn Nick Tuyết Ẩm thì có vẻ là không lên rồi. Giờ chỉ phòng Leo đánh thôi. Giờ sao phải Leo đánh lên cao cao một tí, Leo dình từ cái hạng dưới đánh lên là rất là rủi ro cho mình này. Đây Leo đứng ở hạng 7, mình có thể tụt xuống top 7. Kiểu gì bạn sẽ đánh mình xuống đấy. Online kiểu gì đánh xuống đấy. Sáu phút nữa. Nếu mình để Marco xuống sau cả main thì sao nhỉ?
dancing closely together and staying forever young. What about you and I then? Can we two find a way to align with each other? Let's move closer to another. Leo đứng hạng 7, cái rủi ro từ hạng 7 nó cao đấy. Đánh trước thì không vấn đề lắm, chỉ có đánh sau. Nam thì khá là to, nói chung là vẫn hên xui quá. Xả bớt lượt đi, không có sắp sửa hết giờ. Hôm nay vợ mình ngủ quên cả Smile, như hôm nay Smile bị lỗi sao? Chúng đánh trước rất là mạnh nhá, nhưng mà cứ đánh sau là nguy hiểm. Thì đấy, Cao là anh chào không ăn buổi tối rồi, chỉ có mỗi Leo thôi. Phút nữa. Đánh cố kiếm thêm vài cái bánh mì. Một 180 team Magma vẫn chưa đủ dùng. Chắc khoảng tầm 5 lượt thôi. Đấy, con này là bị thua một phát này. Một chút rủi ro này. Bỏ qua thời gian thì tránh được bị tụt nhanh. Rất là áp lực. Không may đánh bị tụt một phát thì xuống bố hạng 7. Đen đen lúc mình đánh ấn kịp lại nhưng mà các bạn mình xui là mình có thể bị tụt. Còn một phút nữa. Like
Mấy giây nữa. Sợ ấn không kịp nữa cơ. Ấn sẽ báo một câu là xếp hạng thay đổi nữa cơ. Người ta đánh sợ ấn không kịp. Chắc là căn mấy giây cuối rồi. Ô, không bị đánh à? Không bị đánh không? Tớ tính đến 0 giờ không nhỉ? Rồi ok, như vậy thì ok xong không? 59 rồi. Phải chốt top đúng không? Mình tưởng Leo on đánh, mình như có vẻ không đánh. Phần thưởng nó phát luôn không nhỉ? Lâu lâu không đua top, không quên mất rồi. Quan tật thì mất rồi, như vậy là xong rồi này. Thế thì may đấy, thế thì may, như vậy thì chốt được top hôm nay, được top 3, top 1, top 2 với top 2 với top 3, nói chung cũng được. Không biết nó phát thưởng lúc nào thôi. Mình cứ sợ sợ bị đánh nhưng mà cuối cùng nó không bị đánh. Danh vọng thì thua bằng vậy. Nói chung cách cũng nhiều. Nói chung lực không có, cũng chả mở map được, cũng chả đua được. Các bạn mình không chủ đấu boss nữa. Đấu boss mình toàn cho dưới cho đỡ tốn vàng ấy. Thì ra không đua boss. Chỉ là cái tỉ thí là cũng được. Đây phần thưởng về này. Chúc mừng tại sự kiện đua top kỷ nguyên hải tặc này. Bạn xếp hạng phụ bản 2 đến 5 mình nhận được đây này. Được 50.000 vàng với đây 100 triệu berry nhân 2 này. Là quà đầu tiên này. Tiếp tục đến quà thứ hai, chúc mừng này, đạt được cái hạ treo thưởng này, được chiến tích với lại được thêm 50.000 vàng này. Tiếp tục là nhận tiếp được hạng 2 năm, đây nhận được đây phần thưởng vàng đây. Đây là top của danh vọng với sách kinh nghiệm để nâng cái nhật ký. Tiếp tục xuống dưới đây, tiếp tục là cái top của đấu trường, mình được top 1 nên mình được 50 kính thiên văn với lại 75k vàng. Nói chung cũng được. Tiếp tục đây được thêm 50.000 vàng với 3 phiến, mình được top 2 đến 5. Tiếp tục nữa đây được top, tiếp đây là top của công hội. Công hội được thêm 75.000 vàng với lại 100 thất tinh đan. Kính thiên văn là nó liên quan đến mấy cái đồ phổ, thất tinh đan liên quan đến mấy cái chuyển sinh linh tinh. Đấy, như vậy nói chung là sơ sơ kiếm lại được lượng vàng tương đối đấy. Như vậy mình kiếm ở đây là bao nhiêu nhỉ? 75k vàng nhân 2. 75k vàng nhân 2 cộng với lại 50k vàng 24. Vậy là 50k vàng nhân 4. Tổng mình được 350k vàng đấy. Cũng túc tắc được tí, có cái vàng để mua bánh mì linh tinh. Đổi Domingo, thích đổi luôn thì cũng đổi được thôi. Nhưng mà quan trọng mỗi cái là đổi về sau nhưng chưa đủ Sura để lên luôn. Nếu mà muốn tiết kiệm, nếu mà chơi hoang thì lên được ngay. Nhưng mà nếu tiết kiệm thì chưa lên được. Và như vậy là phiến mình lôi ra, như vậy là bao nhiêu phiến rồi nhỉ? Mình vừa lôi ra ngoài phiến ở đây, 7 phiến. 7 phiến là đủ đổi Domingo rồi. Đổi sẵn này luyện dần đi cũng được. Đây vào trong chỗ đồng đội. Đây có Domingo, đây nó ứng với lại 6 phiến. Thế thì 200 xu, thì đây mình đủ để đổi, ấn đổi nhé. Đổi xong mình chiêu mộ vào huấn luyện dần nữa. Thế còn lên thì mình sẽ chưa lên luôn đâu. Thế bây giờ cũng chẳng có gì đua cả, mình phải lên sớm gì nữa. Vào hội quán thì chiêu mộ nó vậy. Chắc là bỏ con ho đi ra thôi. Hoặc nó bỏ Buget ra cũng được. Mời Domingo vào huấn luyện lên. Để cho thuận theo tự nhiên lên thôi. Vậy về sơ sơ đấy, mấy cái tướng coi như là xong đấy. Chứ chung chỉ đến như thế thôi. Tại vì căn bản bây giờ là cũng hiện tại là hết các sự kiện linh tinh rồi. Chả có gì cả nên là phải chờ thôi. Nói chung là thành công đua top như vậy là cũng tương đối. Mình giữ được cái top 1 đẳng cấp là cũng may rồi. Mình chỉ sợ bị mất top 1 đẳng cấp thôi. Nhưng mà may mắn là cũng không ai đánh cả.
nhận thưởng rồi, đánh nốt mấy trận cuối xem nốt mấy chiến báo cuối. Romingo chờ luyện từ từ đó, đánh nốt 3 chiến báo cuối để khép lại ngày hôm nay thôi. Còn những cái khác thì chả có gì để làm rồi. Sau ngày mai ta lại đón chờ một chuỗi sự kiện mới. Leo á, Leo thì được cái top 1 đẳng cấp, mấy cái kia thì sau mình. Sau mình á. Có cái đấu trường đứng tận hạng 7, đúng là Leo đánh đấu trường lên một tí đúng. Cái tỉ thí như đứng hạng 7 ra để tí là xem lại đang xem nốt chiến bán. Không có thể là on nhưng mà kiểu không để ý. On không để ý đánh sao ấy. Nhớ ra xem là xếp hạng đấy. Đúng rồi, Leo hạng 7 nhưng bạn đã không đánh chứ không phải là bạn không đánh được. Sức thừa sức đua top 1 mà. Chẳng qua chắc là kiểu mà bận nó quên không đánh. Mà vậy càng tốt mình đỡ rủi ro. Mình giữ top 1 nó dễ hơn. Chứ đánh là chưa chắc mình đã giữ được đâu. Để tranh nhau mấy giây cuối nguy hiểm đó. Còn anh chào chắc là vợ bắt đi ngủ sớm nên là chắc không đánh. Nên là hình ra có mỗi Leo tương đấy thấy on tưởng đánh nhưng không đánh. Căn bản nó chỉ chênh có tí vàng, nó cũng chả có gì hot lắm ấy. Nó chênh có tí vàng đến nick nào nạp thẻ cũng không quan trọng nhiều. Còn mỗi cái top đẳng cấp là nhiều phiến thôi, cái khác thì không quan trọng. Đấy ra hôm nay mình được cả top 1 quan tật nữa nhỉ. Thế đứng được cũng được thưởng cũng khá đấy. Nói chung đánh trước thì phần lớn là sẽ thắng, thỉnh thoảng mới thua một lần nữa, còn đa phần là thắng. Đánh sau cũng 50-50, có thể thắng có thể thua. Lên Domingo xong nó như hoàn thiện team đấy. Để chơi cái team đó khá lâu ấy. Ủa fan này bị không chế à? Thế may quá nhỉ. Thế lúc nãy mà bị gặp trường hợp này cũng phải toi. Tớ còn may chán đấy. Rồi như vậy chắc hôm nay chơi tầm này thôi. Chắc bây giờ đi ngủ thôi, vì bây giờ hiện tại quay cái này là khoảng tầm 12 giờ đêm rồi. Thì cũng phải đi ngủ thôi. Còn nghĩ khác thì không chúng ta xử lý sau. Còn một lần mấy cái lần miễn phí thì đánh nốt cho đỡ phí này. Một lần đánh phụ bản miễn phí này. Còn mấy cái linh tinh miễn phí mà vào làm nốt thì làm. Đây còn mấy cái này này. Cái này có gì nhỉ? Cái này còn đánh sư tử ăn thịt người hạng C. Sư tử ăn thịt người. Rồi hòm hòm vậy đúng không? Tây Linh nhà hơi cùi. Hình như còn câu hỏi cây chưa trả lời sao này. Thế ví dụ như là thanh kiếm của Master Hole đang sử dụng tên là gì này. Tự trả lời á, vậy anh trả lời luôn. Sở thích trả lời mẹ của Robin này, Nico Oliver này. Việt danh của Kid vô đồng nát này. Độ tích cực thì làm xong rồi này. Chắc là hết cái làm đấy, cơ bản hôm nay như thế. Thuộc hạ mình đủ hết slot rồi, còn thiếu một slot thuộc hạ nữa.
một lần chiếm khoáng thì còn lần chiếm khoáng miễn phí ấy. Chiếm đại cái khoáng nào đó. Rồi các bạn, như vậy hôm nay là hoàn thành hết nhé. Nó chỉ đến như vậy thôi. Nói chung đội hình đang chơi thì ta sẽ chốt là râu trắng, Main Marco với Kizazu. Và đang luyện tiếp con Domingo để chuẩn bị cho tương lai tới chốt đội hình. Được kết thúc ngày hôm nay thì chúng ta được top 3 đẳng cấp, top 1 tỷ thí, top 2 danh vọng, top 2 treo thưởng và top 3 phụ bản. Và được thêm cái top 1 quan tực nữa. Đây là những thành tích của đợt tuần đầu tiên ra server nhé. Còn lại xem ngày mai ra sự kiện gì tiếp, ra xử lý tiếp. Còn nay tạm thời ta cứ dừng tầm chỗ này thôi.